Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 14 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ có tựa đề Cuồng Đế Tù Trần Giới. và kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của bộ truyện này. Lúc bây giờ thật đáng tiếc, Diệp Trần lại lắc đầu, không thể nghi ngờ mà nói, không phải. Vậy tại sao ngài lại thế này? Không tại sao cả. Sở Phi Yên ở bên nói xong, Diệp Trần trực tiếp một lời cắt ngang, lạnh lùng nói, Tôi không có cao thượng như cô nghĩ như vậy đâu. Cũng không có nghĩ phức tạp như vậy. Sở dĩ tôi thả ra dùng vũ. Đơn giản là chính vì trêu đùa hắn thôi. Tôi muốn dẫn đình trí thượng nhân ra. Đơn giản chỉ muốn mở mang kiến thức một chút. Cao nhân đạo pháp của thế giới này là như thế nào? Mà tất cả chuyện này cũng không liên quan tới cô. Nếu như chuyện này làm cho cô sinh ra hiểu lầm, tôi rất xin lỗi. Nói xong đời này, không đợi sợ phi yên kịp phản ứng lại. Diệp Trần đã quay người đi vào phòng, đồng thời đóng cửa phòng lại, để lại một mình sợ phi yên ở ngoài cửa, đứng ở ngoài cửa, ngờ ngác suy nghĩ tán loạn một lúc. Qua một lúc lâu sau, sợ phi yên mới dần dần lấy lại tinh thần, lập tức vẻ mặt xấu hổ, chạy trở về căn phòng của mình. Sợ phi yên không biết rằng, sau khi cô ta rời khỏi, Diệp Trần ở trong phòng, đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài. Ngày thứ hai, ba người rời khỏi khách sạn rất sớm, tuy rằng bốn người tăng bộc đạo trưởng rời đi, nhưng chiếc xe Hummer cũng không có người lái. Sở Phi Yên lái xe, chờ hai người xuất phát vào hướng sâu trong núi. Có lẽ bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, hai mắt của Sở Phi Yên đỏ bừng, chắc là đã khóc, không nói một đời điều khiển xe. Sau khi đi được khoảng gần trăm dặm, đằng trước đã không còn đường để đi, hoàn toàn tiến vào trong đồng hoang. Tuy rằng chiếc xe Hummer H2 này có năng lực đi Việt giá rất tốt, nhưng sau khi nhìn thấy đoạn đường hơn 10 dặm phía trước, đã không cách nào đi vào hơn nữa được, chỉ có thể xuống xe đi bộ thôi. Diệp sư à, chúng ta đi theo con đường này, đi về phía trước hơn 7 chục dặm, sẽ có một cái hẻm núi, tên là âm phong cốc. Chúng ta chỉ cần đi qua âm phong cốc là cách tiền mộ không còn xa nữa. Cổ thuần dương lấy ra cái bản đồ nghiên cứu một lúc, chỉ vào hướng tây nam, đối với Diệp Trần giải thích. Thế là sau khi ba người cất xe cẩn thận, bắt đầu đi bộ về phía đó. Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên mặc dù là người tu đạo, nhưng người tu đạo ở trên trái đất không có chú trọng nhục thể, cho nên tố chất thân thể của bọn họ so với người bình thường mạnh hơn không được quá nhiều. Nhất là Sở Phi Yên mới chỉ có cảnh giới luyện khí tầng 1, chỉ đi 30-40 dặm cũng đã bắt đầu to tình trạng mệt mỏi. Diệp Trần thấy tốc độ đi của hai người quá chậm, không thể không lắc đầu, dứt khoát hai tay bắt lấy cổ tay của hai người, rót chân nguyên vào trong cơ thể bọn họ, sau đó chạy như điên ở trong núi. Lại dùng công tới 10 phút, cũng đã tới âm phòng cốc mà cổ thuần dương nói tới kia. Âm phòng cốc, cốc này như cách gọi, là một cái sơn cốc dài hẹp sâu thẳm. Hơn nữa, hai bên vách núi cực cao, cực hiểm, giống như một cái khe hở trong núi thật dài. Hơn nữa, từng cơn gió lạnh từ bên trong thổi ra. Người bình thường, bình thường thật đúng là không dám tùy tiện, mạo hiểm đi vào đây diệp trần đi trước dẫn đầu đi vào trong Sở phi yên và cổ thuận dương theo sát phía sau tiên bộ trong truyền thuyết kia ở trong dãy núi này mấy ngàn năm trước được người tu đạo cổ phát hiện những đại năng thượng cổ kia vì để cho người tu chân giới về sau có cơ hội tiến vào bên trong nên mạnh mẽ bổ ra một con đường chính là ẩm phòng cốc này đây cổ thuận dương vừa đi vừa từ từ nói về lai lịch ẩm phòng cốc diệp trần nghe xong lông mày không thể không hiếu lại nếu như cổ Thuận dương nói cái truyền thuyết này là thật vậy người có thể bổ một ngọn núi lớn này ra ít nhân cũng phải có cảnh giới kim đan thậm chí ngay cả người tu chân có trên cảnh giới nguyên anh hơn nữa so với loại người tu đạo yếu đuối như cổ thần dương thì khác hẳn phải là người tu chân thực sự xem ra ở trên trái đất chắc là cũng từng có nền văn minh tu chân chỉ có điều bởi vì tiến vào thời đại mạt pháp linh khí trong thiên địa trở nên vô cùng mỏng manh cho nên truyền thừa mới dần dần bị đứt đoạn. Sau khi khổ thuần dương kể xong đại lịch của âm phòng cốc, lại nói tiếp. Tuy nhiên cái tiền bộ này rất thần bí. Nghe nói ở bên ngoài đã có khoảng chừng 9 tầng cấm chế. Tầng trên so với tầng dưới mạnh mẽ hơn không ít. Hơn nữa, sau khi phát giải, sẽ còn tự động phục hồi như cũ. Già thì dễ, mà vào thì khó. Nghe nói gần đây, nhưng cũng đã từng có ngàn năm về trước, cũng có người tu đạo, nhiều nhất có thể thông qua được tầng thứ bảy mà thôi. Mà gần trăm năm đến nay, ngay cả tầng cấm chế thứ năm cũng có rất ít người có thể thông qua được. Bản thân của Diệp Trần khi nghe những điều này cũng không khỏi ngạc nhiên. Nghe đến đó, Diệp Trần hết sức hiếu kỳ. Không có người nào có thể đột phá cấm chế tầng năm, tiến vào trong tiền bộ. Vậy những pháp khí pháp bảo trước đó là lấy được từ chỗ nào? Cổ thuần dương cười nói, đây chính là chỗ thần kỳ của tiền mộ. Mỗi lần đột phá một tầng cấm chế sẽ tiến vào một không gian thần bí mà những bảo bối pháp khí này tàn mát ở các nơi trong không gian ấy. chỉ có điều phản đà vị trí bảo bối thì đều có hồi lỗi thần kỳ của tiền giả trấn thủ xâm nhập vào cấm chế càng sâu thực lực hồi lỗi cũng càng mạnh hơn. sau khi nghe cổ thần dương giải thích một phen diệp trần đối với tiên bộ này càng ngày càng tò mò không tự chủ được tăng tốc độ bước chân tiến tới cổ thần dương và sở phi yên cũng vội vàng bước nhanh đi theo âm phòng cốc dài khoảng chừng hai ngàn mét sau khi đi tới tận cùng phía trước bông nhiên trở nên rộng rãi lại có một khu rừng rậm tươi tốt hướng nhìn lên phía trên nơi xa ở xung quanh đều là núi cao hơn ngàn mét nơi này giống như là một cái khe sâu ba người đi qua khu rừng trước mắt đi tới một cái vách núi bóng loáng như gương Cổ thuần dương chỉ vào vách núi trước mặt đối với diệp trần nói đây chính là lớp cấm chế đầu tiên tiến vào trong tiên bộ thực lực của ta quá yếu, ngay cả lớp cấm chế đầu tiên cũng không thể mở ra được. Chỉ đợi mỗi lần tới đại hội đan nguyên mới có cơ hội đi theo đoàn người tiến vào bên trong. Hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ có thể đi tới không gian tầng thứ hai mà thôi. Nghe cổ thuần dương nói xong, Diệp Trần nhẹ gật đầu, đi lên trước, đưa tay đặt ở trên vách núi đá kia, cảm ứng một lúc, hơi chấn động một chút. Dường như cả ngọn núi lớn đều lắc đường một cái. Sau đó trên vách núi đá kia, vậy mà trông rỗng nuốt ra một cái thông đạo. Cổ thuần dương và sở phi yên lập tức trợn mắt ngoác mồm. Phá tàn cấm chế dễ dàng như vậy, dường như ngay cả yến trần nhân mà giới tu đạo chúng ta công nhận là người đệ nhất cũng không có cách nào tùy ý làm được như thế. Diệp Trần hướng hai người vẫy vẫy tay. Chúng ta đi thôi. Nói xong, đã dẫn đầu bước vào trong đó. Cổ thuần dương và sở phi yên vội vàng đuổi theo. Một bước bước vào trong lối đi kia ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như đi xuyên qua là đã tới một cái thế giới khác vậy. Chỉ thấy ở đây tiên khí đợn lở, khắp nơi đều là mây mù, hơn nữa linh khí nồng đậm giống như tiên giới. Hóa ra là nơi không gian hẻo lánh, cộng thêm một số huyễn thuật trận pháp. Nơi này ít ra cũng phải là người tu chân có cảnh giới trên cảnh giới kim đan mới có năng lực thi triển ra được. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Trần càng thêm vững tin. Trên trái đất Khẳng định đã từng xuất hiện nền văn minh tu chân. Người tu đạo thời kỳ thượng cổ cùng với người tu chân ở tu chân giới không thua kém bao nhiêu. Chẳng qua là không biết ở nơi này với tu chân giới đến cùng có liên quan gì. Đang trong lúc suy nghĩ, chợt nghe giống một tiếng. Theo một tiếng rống của giả thú vang lên, một con quái vật khổng lồ bỗng nhiên từ trong mây bụ đi ra. Rõ ràng là một con mãnh hổ. Hơn nữa, so với con hổ ở bên ngoài, phải lớn hơn rất nhiều lần cao khoảng chừng 3-4 mét. Diệp sư cẩn thận, đây chính là chướng ngại vật, thực lực chẳng những cường hãn, hơn nữa không sợ đau thương, rất khó giết chết. Chúng ta tốt nhất nên tránh đi thôi. Cậu Thuần Dương nhìn thấy con bánh hổ này, vẻ mặt vội vàng kiêm túc hướng Diệp Trần nhắc nhở. Thế nhưng Diệp Trần lại cũng không sợ, khoe miệng không thể không nhếch lên. Chẳng qua chỉ là thuật khôi lỗi cấp thấp nhất mà thôi. Nói xong câu này, Diệp Trần vươn bàn tay ra một cái, một bắt một cái bàn tay vô hình cắt cao bắt lấy con mãnh hổ to lớn đó. Sau đó Diệp Trần vươn tay còn lại ra, ngón tay điểm một chỉ. Con mãnh hổ to lớn kia lập tức giống như một quả bóng bị xỉ hơi, trong nháy mắt đã xẹp xuống. Thời gian mới chỉ trong một cái nháy mắt, mãnh hổ vậy mà hóa thành một con rối lớn bằng cái bàn tay. Diệp Trần thuận tay một chiêu đã nắm con rối đó vào trong tay của mình. Cổ Thuần Dương và Sở Vi Yên, cả hai lập tức thấy choáng váng, nhất là cổ Thuận Dương trước sau hắn đã từng tiến vào trong tiên bộ hơn 10 lần cho dù là yến chân nhân đại danh tỉnh tịnh trong giới tu đạo tuy chẳng có thể nhẹ nhõm đánh bại con chướng ngại vật này nhưng cũng không cách nào thu phục được nó đây là thủ đoạn cỡ nào chứ bọn họ chợt phát hiện dường như dưới cầm trời này không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó được thiếu niên gầy yếu ở trước mắt kia tầm điểm của diệp trần vừa động đã trở đề tiêu trừ đi tinh thần lạc ấn bên trong con khôi lỗi này sau đó một lần nữa khắc lên đó tinh thần lạc ấn của chính mình, tiện tay ném cho sở phi yên rồi nói. Cho cô đây, chờ cô đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 2, tôi sẽ dạy cho cô phương pháp sử dụng nó. Sở phi yên lập tức hết sức vui mừng, vội vàng con người nói cảm ơn, cầm khôi lỗi vào trong tay, lật qua lật lại xem. Trong đôi mắt đẹp, tất cả đều thích thú tươi cười. Diệp Trần thấy thế, lập tức âm thầm hối hận. Tâm tư của sở phi yên đối với hắn, hắn làm sao mà không nhận ra được cho nên hôm qua mới hùng ác quyết tâm nói ra những lời kia, đơn giản chỉ để cho cô nàng này hết hy vọng mà thôi. Bây giờ chính mình làm ra cái cử chỉ không để tâm chút nào, chỉ sợ là để cho cô ta cảm thấy phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, việc đã đến nước này, lại đi nói lời giải thích, sẽ chỉ càng tô càng đen, chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi. Bởi vì mục đích chuyến đi này của Diệp Trần cũng không phải vì tầm bảo, mà là tới để tìm hiểu chuyện liên quan giữa tiên bộ và tu chân giới cho nên không có đứng ở tầng thứ nhất quá lâu, thẳng đến phương hướng lối lên tầng thứ hai mà đi. Rất nhanh, ba người đã đi tới một vườn đại thụ che trước trời. nơi này chính là cấm chế đối vào không gian tầng thứ hai. Diệp Trần nhẹ nhõm, phá giải thêm lần nữa. Ba người tiến vào bên trong cấm chế của không gian tầng thứ hai. Ba người vừa bước vào trong đó, lập tức cảm nhận được toàn thân vô cùng nóng. Hoàn cảnh xung quanh thay đổi lớn, khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy màu đỏ tươi, giống như tiến vào một cái lò luyện rất lớn. Nhìn thấy sở phi yên đầu đầy bổ hôi, cương mặt của cổ thuần dương trở nên nghiêm túc. Diệp Trần tiện tay vung lên, lấy vòng bảo hộ chân nguyên của bản thân, bảo vệ hai người, sau đó tiếp tục tiến lên. Mấy con khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đều được Diệp Trần tiện tay thu phục. Tất cả đều ném cho hai người cổ thuận dương. Giật nhanh đi tới cuối cùng của cấm chế không gian tầng thứ hai. Diệp Trần lần nữa nhẹ nhõm phá giải cấm chế không gian tầng thứ ba, sau đó nhấc chân tiến vào bên trong. Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên đối mặt với biểu hiện nghịch thiên của Diệp Trần đã hoàn toàn chết lặng, vội vàng theo sát phía sau. Một bước cũng bước vào cấm chế không gian tầng thứ ba, lập tức giống như rơi vào địa ngục. Xung quanh vô cùng tối tăm, quỷ khí đáng sợ, còn có u linh quanh quẩn ở xung quanh. Tiếng kêu thề thảm khiến cho người ta phải rùng bịch. Lần này, ngay cả vòng bảo hộ bằng chân nguyên của Diệp Trần cũng không có cách nào bảo vệ được an toàn cho hai người. Chẳng những vẻ mặt của sở phi yên trở nên tái mét, ngay cả cổ thuần dương cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Diệp Trần nhìn thấy tình trạng của hai người ở trong mắt, không thể không nhớ mày. Hai người bọn họ tu vi quá kém, tâm trí không kiên định, nên mà cứ đi theo mình liên tiếp, chỉ sợ sẽ có chuyện xảy ra. Lão cổ, phi yên, nếu không ta trước tiên đưa hai người các người về không gian tầng thứ nhất đi. Cổ Tuấn Dương cười khổ rồi nói, xem ra chỉ có thể như vậy. Sau khi đưa hai người quay trở về tầng thứ nhất, Diệp Trần không cố kỵ chút nào nữa, trực tiếp hướng người một đường lao tới. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, chỉ trong trước mắt hắn cũng đã đi tới tầng thứ sáu. Sau khi đi tới không gian tầng thứ sáu, Diệp Trần cuối cùng cũng cảm thấy áp lực. Khối lỗi ở nơi này đã không còn là loại khôi lỗi hình thú cấp thấp như trước nữa mà biến thành khôi lỗi hình người hơn nữa mấy con khối lỗi đó đều có thực lực tông sư hóa kỉnh còn đáng sợ hơn chính là những con khối lỗi hình người này có phòng ngự cực cao hơn nữa hoàn toàn không biết đau đớn cho dù là diệp trần trong thời gian ngắn muốn tiêu diệt những con khối lỗi này cũng không phải là một chuyện dễ gì bản thân của diệp trần dường như khá là ngưng trọng với tình huống trước mắt vốn ta còn dự định bắt một hai con côi lỗi nữa đi luyện hóa có thể để bọn chúng bảo vệ dì lam nhưng xem ra bây giờ muốn bắt sống thực sự quá khó khăn cuối cùng rơi vào đường cùng diệp trần đành phải lợi dụng ưu ừ thế tốc độ của bản thân hất những con côi lỗi ngăn cản hắn ra đi thẳng tới điểm tận cùng của không gian tầng thứ sáu mục tiêu của diệp trần đã tiến bộ chỉ cần có thể đi qua chín tầng cơm chế này hắn có thể thấy rõ bí mật ẩn tàng đằng sau tiên bộ này nhưng khi hắn đi tới trước cấm chế tầng thứ bảy, lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc trước, hắn đi một lần được thế như trẻ tre, vọt thẳng đến cấm chế không gian tầng thứ sáu, gần như liền mạch mà thành, không có gặp phải một chút trở ngại nào. Những cấm chế kia đối với hắn mà nói, quả thực như đơn giản, giống như trò đùa của trẻ con, cho nên trong lòng của hắn không quá mức để ý. Thế nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, độ khó của tầng cấm chế tầng thứ bảy này, vậy mà thoáng cái đã tăng lên không chỉ gấp 10. Thần thông cấm chế của người tu chân giống như kiểu có thể phong bế khóa không gian lại. Nếu như ở chỗ 6 tầng cấm chế trước đó chỉ là khóa bình thường, bây giờ của tầng thứ 7 thì khóa rất chắc chắn. Mà độ khó giữa hai bên trình lệch giống như học toán tiểu học và học toán ở đại học. Làm sao mà ngay lập tức lại có nhiều như vậy? Diệp Trân cảm thấy không hiểu. Thế nhưng hắn rất nhanh ổn định lại tâm thần, bắt đầu dụng tâm phá giải cấm chế Phí mất tới tận 2 giờ, cuối cùng cũng xong. Diệp Trần nhẹ nhàng phụ ở trên đảo cấm chế kia một phát. Cấm chế tầng thứ bảy mở ra. Tuy nhiên không đợi Diệp Trần cao hứng trở lại. Đột nhiên ở bên trong tạo ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ. Thế mà mạnh mẽ hút Diệp Trần vào trong. Không xong rồi. Diệp Trần thầm đó không tốt. Thế nhưng chuyện xảy ra quá mức bất ngờ. Hơn đợi bản thân của hắn đang muốn đi vào bên trong. Lúc này làm sao có thể thu lại được Trần nữa? cả người lập tức bị hút vào bên trong mà đạo cấm chế trước đó kia đã tự động phục hồi như cũ một lần nữa chữa trị trở về trạng thái như lúc ban đầu mau nhìn kìa lại có người đánh vỡ cấm chế đi vào rồi có thể đi vào không gian tầng thứ bảy cũng không phải hạng người bình thường đâu lần này không biết là vị đại pháp sư của đức thiên trúc kia hay là vị giáo hoàng của gia đình phương tây kia hay là thế ngoại cao nhân mà chúng ta không biết ngay vào lúc trong trước mắt Diệp Trần tiến vào không gian tầng thứ bảy này, đang nghe thêm một trận tiếng nghị luận. Bên trong lại có người sống sao? Sau khi Diệp Trần ổn định lại thân hình, vội vàng tập trung nhìn vào. Chỉ thấy nơi này là nơi rất hoàng vù, so với hoàn cảnh trước kia tiến vào âm phòng cốc rất giống nhau. Đá vụn, cỏ hoang, đầm lây. Khác biệt duy nhất chắc là ở đây trên bầu trời không có mặt trời, phía trên còn loáng thoáng một cái lồng ánh sáng. Mà vào lúc này, bóng người đằng xa đang hò hét hướng đời Diệp Trần và tới, gần như trong một cái chớp mắt đã chạy tới trước mặt Diệp Trần, tốc độ vậy mà không hề kém hắn. Bà cái bóng người này là bà ông lão, một người dáng người cao gầy, khí chất u ám tà ác, một người dáng người mập lùn, tài to mặt lớn, mặc một bộ tăng bào, chắc là một tên hòa thượng. Còn có một người có phong cách của tiền nhân, tóc trắng bồng bềnh tung bay. Khí chất của ba người này hoàn toàn khác biệt, công pháp tu luyện chắc là cũng khác nhau một trời một vực tuy nhiên để cho diệp trần hơi ngạc nhiên là ký thức của ba người này rất mạnh chỉ lượng trần nguyên mà nói phải vượt xa hắn cảnh giới trúc cơ kỳ ư hơn nữa lập tức có tận ba người đi ra diệp trần âm thầm cảm thấy kỳ quái dựa theo cổ thuận dường trước đó nói người tu đạo trên trái đất có thể bước vào cảnh giới trúc cơ kỳ cũng chính là trong miệng bọn họ gọi là cảnh giới thành đạo tuyệt đối là sự tồn tại hiếm thấy làm sao mà lập tức để xuất hiện ba người hơn nữa nhìn khí thế của ba người này dường như còn không phải loại người vừa mới bước vào cảnh giới trúc cơ kỳ mà là trúc cơ trung kỳ thậm chí là cao thủ trúc cơ hậu kỳ ồ vậy mà là một tên thiếu niên hơn nữa hình như tu vi cũng không cao không biết tiến vào không gian tầng thứ bảy này như thế nào thực sự là kỳ quái đấy ba người đi tới trước mặt hướng về phía diệp trần soi bói bình phẩm một lúc bỗng nhiên ông lão có dáng người cao gầy khi chất u ám tà ác cười khăng khắc một tiếng. Quản hắn có là địch gì làm gì? Lão tử bị nhốt ở cái nơi này hơn ba năm rồi đấy. Mỗi ngày lấy vỏ cây sợi cỏ làm thức ăn, miệng đã sớm nhạt nhẽo vô vị. Không bằng hôm nay chúng ta lấy thêm điền này xẻ thịt ra ăn. Hai vị thấy như thế nào? Nói xong lời này, trong đôi mắt của lão già dạ cao gầy hiện ra nồng đậm vẻ thực nóng. Ông lão tóc trắng có phong cách của tiên nhân kia, nghe được đề nghị của ông lão cao gầy này, lập tức hừ lạnh một tiếng rồi nói: quỷ âm tuyệt. Người thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời à. Tuổi của người còn là tông sư bột phái, vậy mà bị ổi đến như thế, muốn nuốt sống người sống sao? Ông lão giang người mập mạp thì cười hà hà nói. Mọi người bị vây ở trong đại trận này, tiến cũng không được mà lui cũng chẳng xong. Lúc này không cần thiết phải nội đấu, vẫn là nên nghiên cứu sớm tìm ra phương pháp phá giải, rời khỏi nơi này mới là quan trọng. Không ngờ tới ông lão cao gậy kia căn bản không thèm để mặt mũi, cười khăng khăng một tiếng rồi nói: đại hòa thượng, người bớt bà phải ở chỗ này đi, đừng tưởng rằng bản tọa không biết, người chính là một tên hòa thượng thích rượu thích thịt, bà nằm không được ăn thịt, ta cũng không tin người không có thèm. lão hòa thượng mập lùn nghe được điều này, lập tức không thể không hùng hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó lén nuốt liếc diệp trần một cái nữa. ông lão cao gậy thấy lão hòa thượng mập lùn đã động tâm, tiếp tục mở miệng dụ dỗ nói: vô tướng đại sư. Người nhìn tiểu tử này trắng trẻo nòn nớt, thịt khẳng định rất ngon. Chẳng lẽ người thật không muốn ăn một miếng thịt sao? Lão Hòa Thượng lần nữa nuốt nước miếng, thế nhưng chợt lại chép tay hành lễ nói. a à di đà Phật, a à di đà Phật, người xuất gia làm sao có thể làm chuyện táng tận thiền lương như vậy? Ăn gà, ăn chó, ăn ngựa, ăn trâu còn được, chứ người thì quỷ thí chủ không nên nói bậy. Ông lão cao gầy cười khẳng khạc một tiếng. <laughs> Đại sư đầu trọc người thử tìm ở đây xem có con chó, con gà, con ngựa, con trâu nào không. Quỷ âm tuyệt nhếch miệng cười nói. À, ta hiểu rồi. Đại sư không cần phải động thủ. Người chỉ cần giúp ta cản lại cái lão đạo mũi trâu này là được. Xong chuyện ta chia cho người một phần. Như thế có được không? Lão hòa thượng mập lùn rõ ràng đã động tâm. Ông lão tóc trắng hừ lạnh một tiếng. Bần đạo thực sự xấu hổ khi làm bạn với những người bần thiểu bậc này như các ngươi. Nói xong đời này, ông lão tóc trắng giận dữ trực tiếp rời khỏi. hiển nhiên cảm thấy mình một chiến hai không chiếm được phần thắng. Không có ý định nhúng tay vào việc này nữa. Ông lão tóc trắng vừa đi, ông lão cao gầy lập tức cười khẳng khẳng một tiếng, càng thêm đắc ý. Yến bản đạo này cũng đã rơi vào tình trạng thế này, thế mà còn ở nơi này giả thành cao sao? Thấp giọng lầm bầm một câu, lúc này ông lão cao gầy mới quay lại nhìn về phía Diệp Trần, vẻ mặt tà ác nói. Tiểu tử, người ngay lập tức sẽ trở thành bữa ăn trong bụng của bản tọa trước khi người chết có gì ngôn gì không diệp trần từ đầu đến cuối đều không có mở miệng bởi vì hắn một bậc quan sát hoàn cảnh xung quanh kết hợp đối thoại của ba người trên cơ bản đã có một cái hiểu rõ đại khái cấm chết không gian tầng thứ bảy này là một cái khốn trận cỡ lớn giống như là một cái lồng giam ba người trước mắt này chắc là nhân vật kiệt xuất trong người tu đạo ở trên trái đất hơn phần nửa giống như hắn sau khi đột phá cấm chế không gian tầng thứ bảy bị vây nhốt ở chỗ này muốn từ nơi này đi ra ngoài hoặc là tiếp tục tiến về cấm chế không gian tầng thứ tám nhất định trước tiên phải phá giải khốn trận này mới được nghe được lời nói của ông lão cao gầy diệp trần lúc này mới cười lạnh nói muốn ăn thịt của ta phải không người không sợ vỡ nát răng của người sao bản thân của hắn khi đã nói câu này thì cũng có một chút của ngạo tuy rằng lượng trần quyền trong hai người này phải cao hơn hắn không chỉ cấp 10, nhưng Diệp Trần cũng không cho mình là không có lực đánh bộ trận. Dù sao hắn, nhưng là người tu trần trần chính, không phải người tu đạo ở trên trái đất này có thể so sánh được. Hơn nữa, hắn còn có ký ức tu trần 800 năm, trong đầu cũng có ngàn vạn pháp môn thần công. Tiểu tử này khá, khá lắm, sạp chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng như vậy. Quỷ âm tuyệt thét lớn một tiếng, trực tiếp vỗ ra một trường. Quỷ âm tuyệt này không hổ đã cao thủ cảnh giới trúc cơ kỳ, vỗ ra một trượng giống như rời núi lớp biển mạn quỷ tể khiếu ngay cả diệp trần cũng không thể không nhớ mày nếu như cứng đối cứng so đấu với trần nguyệt hắn quả thật là chưa chắc đã là đối thủ của đối phương dù sao thì lượng trần Nguyệt của đối phương cao hơn hắn nhiều lắm tuy nhiên công pháp của đối phương tù luyện rõ ràng cùng với quý u hồn cực kỳ tương tự đều là tả tù thuật luyện hồn tam bội trần hỏa tâm điểm của diệp trần vừa động hai luồng ngọn lửa màu đỏ thắm lập tức từ trong hai tay của Diệp Trần bắt đầu dâng lên. Dưới sự khinh thường của quỷ ẩm tuyệt, một trường này đập vào phía trên tam bụi trần hỏa, không thể không phát ra một tiếng thét lên, cả người liên tục lùi lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Mà Diệp Trần cũng như vậy liên tiếp lùi lại bốn năm bước, huyết khí trong cơ thể sôi trào một lúc. Đây là tam bụi chân hỏa của đạo gia đã sớm thất truyền. Người làm sao có thể dùng tam bụi chân hỏa? Quỷ âm tuyệt này kiến thức không tầm thường, liếc mắt đã nhận ra ngọn lửa trên bàn tay của Diệp Trần, chính là tam bội chân hỏa. Chuyển bồn khắc chế thuật luyện hồn của hắn, song mặt lập tức biến đổi rất lớn. Thế nhưng rất nhanh, quỷ âm tuyệt lại cười khẳng khặc một tiếng. Cho dù ngươi có tam bội chân hỏa thì như thế nào? Lấy tù vi của ngươi, chỉ là cảnh giới huyền quang, ta cũng không tin, ta không thể làm gì được ngươi. Sau khi quỷ âm tuyệt kinh ngạc, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tam bộ chân hỏa của đối phương có thể khắc chế công pháp của hắn, nhưng tu vi của đối phương lại kém hắn quá nhiều, coi như chúng chiến thuật là tiêu hao cũng có thể làm mại chết hắn. Nghĩ như vậy, Qu em tuyệt lật bàn tay một cái, trong tay không có gì, đột nhiên xuất hiện một cái la bàn bầu đen, sau đó đột nhiên rót chân nguyên vào trong. Ông một tiếng, sau khi la bàn bầu đen rung động một lúc, bỗng nhiên từ bên trong bay ra từng cái bóng mờ màu đen, vạn quỷ hang thế sau khi quỷ âm tuyệt quát to một tiếng từng cái bóng mờ màu đen kia lập tức hướng về phía diệp trần hùng hăng đào tới chỉ trong một cái nháy mắt đã vây bao quanh hắn ở giữa hơn nữa ác quỷ và quỷ âm tuyệt thả ra so với ác quỷ của quý u hồn trước đó còn mạnh hơn rất nhiều phải biết là cái pháp khí làm bàn này chính là một cái pháp khí cực phẩm thôn phệ rất nhiều sinh linh so với lá cờ chiều hồn phiên mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần bây giờ lại được quỷ âm tuyệt có cảnh giới trúc cơ hậu kỳ thì triển ra. Uy lực của nó so với vạn quỷ trận của quý u hồn trước đó, cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần. Diệp Trần thúc giục tam bội chân họa, vùng trầm một quyền. Những con ác quỷ kia, mặc dù liên tục lùi lại, nhưng cũng không có bị đánh nát. Vẫn như trước, kẻ trước ngã xuống, thì kẻ sau tiến lên đánh tới phía Diệp Trần. Pháp khí của bản tọa, bên trong là quỷ nô. Tất cả đều đã trải qua máu tươi của trẻ sơ sinh ham dưỡng mà thành dường khí đầy đủ. Cho dù là tam bội chân hỏa cũng có thể ngăn cản một lúc. Nhìn ta tiêu hao không chết được ngươi. Cho khi ta ăn nhục thân của ngươi, lại lấy linh hồn của ngươi luyện chế thành quỷ nô, để cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Quỷ âm tuyệt thẩm nghĩ một câu. Rất rõ ràng, theo suy đoán của quỷ âm tuyệt, tu vị của Diệp Trần kém xa hắn. Cho dù tam bội chân hỏa có khắc chế được thuật luyện hồn của hắn, nhưng Trần Nguyên là có hạn thôi. Chỉ cần lấy quỷ nô đi tiêu hao chân Nguyên của Diệp Trần cũng có thể tiêu hào chết hết trần nguyên của diệp trần rồi thật ra thì nếu như quỷ ẩm tuyệt không phải ngại mình bị mất thể diện sẽ để cho lão hòa thượng mập lùn kia ra tay giúp đỡ hai người cùng nhau phối hợp diệp trần bây giờ khẳng định không phải là đối thủ nhưng hắn tự kiềm chế thân phận một đời tông sư tu vì lại cao hơn diệp trần quá nhiều nếu như không thể đánh bại thực sự rất mất thể diện cho nên cũng không kéo xuống ra mặt để nhờ lão hòa thượng mập lùn kia giúp một tay mà việc này vừa lúc cho Diệp Trần có cơ hội thở dốc. Diệp Trần lấy tam bội trần hỏa ngăn cản một lúc, cũng rất thành hiểu được ý đồ của quỷ âm tuyệt. Khói miệng không thể không nhắc lên. Muốn trời hao tổn trần nguyên với ta sao? Vậy người còn như tính nhầm phương án rồi. Chẳng biết tại sao, Diệp Trần đột nhiên thu hồi tam bội trần hỏa lại, không nhìn những con quỷ đồ xung quanh đang tiến công. Ngược lại sang hai cái tay, ai đến cũng không có cử tuyệt. Thôn thiền thần công, tàn nốt, tàn nốt này sau khi Diệp Trần quát toàn một tiếng, tôn thiên thần công trong cơ thể, nháy mắt đã vận chuyển tới cực hạn. Xung quanh càng người dông như tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Những con quỷ đồ bay nhạo tới kia, thế mà như dòng sông lớn chảy ngược, điên cuồng bị hút vào trong cơ thể của Diệp Trần. Tôn thiên thần công chính là công pháp đế cấp. Hơn nữa, ở tu chân giới, vốn là tả công cao cấp nhất, không chỉ có thể thôn vệ linh khí của thiền địa, di chuyển sinh mệnh nguyên khí của thực vật, những quỷ khí tà ác trước mắt này cũng có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ có điều nuốt sống năng lượng của những con quỷ nô có ý thức tà ác này, ý chí của bản thân cũng sẽ gặp ảnh hưởng, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Trần cũng không muốn sử dụng một chiều ấy. Thời gian gần như chỉ trong một cái trước mắt, từ quỷ nô trước đó bay từ trong đa bản kia ra, đã có hơn phần nửa được hút vào trong cơ thể Diệp Trần, được công pháp cường hãn kia hóa thành năng lượng, chuyển hóa thành chân nguyên tụ hợp vào trong đàn điện hắn cái gì sao lại thế này hắn thêm mà đuốt gọn quỷ đô của ta chẳng lẽ hắn muốn tự sát nhưng không được sao quỷ âm tuyệt và vô tướng pháp sư đều nhìn và cảm thấy như mờ vậy thực sự không có biết tại sao diệp chân phải làm như thế phải biết là những con quỷ đô này am hiểu nhất chính là công kích thần thức của con người thân thể lập tức hút vào nhiều quỷ đô như vậy coi như hai người bọn họ cũng không thể không bị nổi điên Tuy nhiên rất nhanh, bọn họ đã nhận ra tình huống có chút vấn đề. Bởi vì thiếu niên trước mắt này chỉ có cảnh giới huyền quang. Sau khi thôn phệ nhiều quỷ đô như vậy, chẳng những không có nổi điên, ngược lại khí tức trên người bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Luyện khí tầng 5, luyện khí tầng 6, luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Trần đã vượt qua hai cảnh giới nhỏ, đã tới cảnh giới luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Cách luyện khí tầng 7, tức luyện khí hậu kỳ cũng chỉ cách xa có một bước mà quỷ nô được quỷ âm tuyệt thả ra, toàn bộ đã bị Diệp Trần thôn phệ không còn nữa, đều đã trở thành lương thực tu luyện của hắn. Không, chuyện này không có khả năng. Nhìn thấy cảnh tượng quái dị như vậy, quỷ âm tuyệt lập tức kêu lên một tiếng không cam lòng. Vì bồi dưỡng những con quỷ nô này, hắn nhưng là hao tốn tâm huyết mấy chục năm, thậm chí có thể nói là át chủ bài lớn nhất của hắn. Mà bây giờ, tất cả toàn bộ đã mất hết, lại bị một thiếu niên nuốt đi. Hai mắt của Diệp Trần luôn luôn nhắm chặt, đột nhiên mở ra trong đôi mắt hiện lên ánh sáng màu đỏ yêu dị quay miệng hơi nhếch lên rất tạ khí mà nói bây giờ đến lượt ta xuất thủ nói xong diệp trần đặt bàn tay một cái trong tay xuất hiện một cái ngọc bội màu tím hoa ra chính là pháp khí ngọc bội có thuộc tính lôi mà vài ngày trước đoạt được ở trong tay bạch long chân nhân thuộc tính lôi và hỏa đều như nhau đều có công hiệu trừ tà thậm chí công pháp thuộc tính lôi còn phải mạnh hơn dùng nó để đối phó quỷ âm tuyệt loại tà tu này quả thực không có gì thích hợp bằng chỉ thấy diệp trần giơ cao pháp khí lên lấy pháp khí của ta làm bối, mượn cương dương thần đôi chính khét xì xì mấy tiếng phía trên pháp khí ngọc bội kia đột nhiên xuất hiện một tỉa xét tiếp theo hóa thành một thanh kiếm dài hơn 20 mươi mét sò so sấm xét hóa thành thế cảnh này trong nháy mắt vẻ mặt của quỷ âm tuyệt tái mét dường như đã gặp phải kình địch từ xưa nay hắn chưa bao giờ gặp cái tên này đến cùng là loại quái vật gì, làm sao lại biến thái đến như thế. Nếu nhìn nói, lúc quỷ âm tuyệt trước đó nhìn thấy Diệp Trần thi triển tam bội trần hỏa, chỉ là hơi kinh ngạc, còn chưa có thể để vào trong mắt. Nhìn thấy Diệp Trần nuốt mất toàn bộ quỷ nô của hắn, chẳng những không có điên mất, ngược lại lại thực lực tăng vọt, đã ý thức được người thiên điên trước mắt này tuyệt đối không phải là loại đơn giản. Mà lúc này đây, lại thấy đối phương bỗng dừng triệu ra một tia thần lôi, Đến ngay cả hắn đều là cảm thấy tim đập chân run, càng ra sợ mất mật, hoàn toàn là sợ hãi. Xem ra, hai vị thí chủ có chuyện quan trọng cần xử lý, vậy uh, lão nạp không quấy rầy nữa. Vô tướng Pháp Sư ở một bên, đột nhiên quẳng xuống một câu, quay người chạy mất, trong chớp mặt đã biến mất không tìm thấy dấu vết. Còn mẹ nhà nó chứ. Quỷ âm tuyệt thấy đại hòa thượng này chạy nhanh như gió, lập tức không thể không mạnh mẽ nói tục một câu sau đó nhìn qua thiếu niên kia giữa phút này uy nghiêm giống như lôi thần cố gắng nặn ra nụ cười từ mà nói này anh bạn nhỏ thật ra thì vừa rồi bản tọa là đang đùa người thôi không bằng chúng ta đến đây thì dừng đi có được không hả quy âm tuyệt bây giờ thực sự là giả dối thế nhưng nghĩ kỹ một chút cũng đúng người có thể tiến vào không gian cấm chế tầng thứ bảy làm sao có thể là hạng người bình thường được diệp trần cười lạnh trên mặt tả khí lẫm liệt đến đây thì dừng tay cả, à? Tốt lắm, ăn trước một kiếm của ta rồi nói. Nói chuyện, đồng thời thanh kiếm sấm sét trong tay, đã hùng hằng chém xuống. Đôi mắt của quỷ âm tuyệt lập tức co rút lại. Trốn, trốn thôi. Cựu dương thần công này, đối với hắn là khắc tinh, thuật luyện hồn cũng là khắc tinh. Mà quỷ nô của chính mình đã bị đối phương thôn phệ toàn bộ, thế thì còn đánh đấm như thế nào nữa? Cho nên, quỷ âm tuyệt, bây giờ gần như không do dự một chút nào quay người muốn chạy đi. Đáng tiếc, tốc độ của hắn cho dù nhanh, nhưng làm sao nhanh hơn được sấm sét chứ? Cô lực lượng sấm sét kia dường như định vị trùy tùng, trên không trung xuyên qua, tạo thành một vòng cung ánh sáng màu tím yêu dị. Trong nháy mắt, đánh trúng thân thể của quỷ âm tuyệt. Sau một tiếng kêu thảm thiết vang lên, quỷ âm tuyệt đánh cho nặng nề rơi xuống đất. Còn chưa đợi hắn lấy đại tinh thần, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái, đã đào tới trước mặt. Đi chết đi! Sau khi thôn phải những năng lượng tà ác kia trước đó, thì Diệp Trần cảm nhận được thay nội có một cỗ sát ý khó mà ức chế. Diệp Trần cầm đợi đào sấm xét, trực tiếp mạnh mẽ đầm xuống một kiếm, đầm vào tim của quỷ âm tuyệt. Quỷ âm tuyệt phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cuồng cuồng lồng lộn một lần nữa, rồi cứ như là heo đang bị cắt tiết, trong nháy mắt đã bị thần lôi cường đại kia đánh cho ngày càng cặn bã cũng không còn. Thật ra thì nếu như quỷ âm tuyệt trả sức chống lại, cũng không thể bại nhanh như thế. Chỉ có điều, hắn đã bị biểu hiện trước đó của Diệp Trần làm cho sợ vỡ mật. Một lòng chỉ muốn chạy thoát thân, căn bản không có dũng khí phản kích. Sau khi chém nhục thân của quỷ âm tuyệt thành tro tàn, đột nhiên thoáng hiện một tia sáng màu u lam, đang muốn nhanh chóng chạy trốn ra xa. Đáng tiếc lại bị Diệp Trần bắt được. Chỉ thấy bên trong tia sáng màu xanh lam kia, gần như có thể nhìn thấy một bóng cười. Hóa ra chính là quỷ âm tuyệt. Hóa ra đây là nguyên thần của quỷ âm tuyệt đấy. Thông thường sau khi người bình thường chết đi, bởi vì thần điểm quá yếu, linh hồn căn bản không có cách nào ngừng tụ thành hình. Trừ khi được người truyền hồn đồi dưỡng mới có thể dần dần thành hình được, giống như quỷ đồ được quỷ âm tuyệt và quỷ u hồn luyện chế trước đó. Nhưng quỷ âm tuyệt này đã là cao thủ cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, nguyên thần cơ bản đang ngừng tụ thành hình. Không được, không được hủy nguyên thần của ta đi, nhục thể của ta đã bị hủy, nếu như người lại hủy đi nguyên thần của ta, vậy ta thực sự hồn phi phách tán. Ta biết rất nhiều bí mật, chỉ cần người đừng có giết ta, ta bằng lòng nhận ngươi làm chủ nhân, làm quỷ nô của người cả đời. Tất cả những bí mật mà ta biết, tất cả đều sẽ nói cho người biết. Nguyên thần quỷ âm tuyệt bị Diệp Trần bắt vào trong tay, bắt đầu cố gắng cầu khẩn. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại, cười tà mà nói. Bí mật sao? Vậy người có biết, cái mà người gọi là bí mật Ta chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú không? Sẽ hạ, chắc chắn sẽ hứng thú đấy. Quỷ âm tuyệt nói rất chắc chắn. Ta biết sở dĩ tồn giá đến nơi này chắc chắn là vì tìm kiếm bí mật của tiền mộ. Nói có đúng hay không? Diệp Trấn nghe được điều này, hai mắt lập tức nhíu lại. Nói như vậy, người biết bí mật của tiền mộ sao? Người có lẽ cũng chưa từng tiến vào trong đó cơ mà. Quỷ âm tuyệt vội vàng nói. Tuy rằng ta cũng bị vây ở trong không gian tầng thứ bảy nhưng tổ tiên sư bột của ta đã từng có người tiến vào tiên bộ cho nên để lại một số tin tức. Ô, người thử nói xem nào. Diệp Trần thật đúng là hứng thú rồi. Không ngờ tới, quỷ âm tuyệt lại nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta trước, không được hủy diệt nguyên thần của ta. Đồng thời sau này, tìm một bộ thể xác thích hợp cho ta, để cho ta mượn xác hoàn hồn. Diệp Trần cười lạnh đáp, người cảm thấy người có tư cách bàn điều kiện với ta sao? nói chuyện đồng thời diệp trần thả ra một chút tam bội trần hỏa từ trong cơ thể nguyên thần quỷ âm tuyệt lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm khốc như tiếng sói tru ta nói ta nói là được rồi lúc này diệp trần mới thu tam bội trần hỏa lại thản nhiên nói nói một chút đi tuy nhiên tôn nhân người đừng có lừa gạt ta bằng không ta sẽ để cho người phải chịu thống khổ so với vừa rồi còn hơn ngàn vạn lần đấy quỷ âm tuyệt lập tức bị dọa cho cả người run lẩy bẩy không dám không dám thế nhưng đây đều là tổ tiên của dương môn ta lưu truyền xuống một truyền thuyết là thật hay là giả ta cũng không dám chắc chắn bớt nói nhảm nói mau thế diệp trần đã có chút không kiên nhẫn quý âm tuyển không còn dám thừa nước đục thả câu nữa căn cứ vào sư môn của ta lưu truyền xuống kể lại trong tiền bộ này ẩn dấu bí mật đi về tiên giới nếu như ai có thể tiến vào bên trong giải ra bí mật bên trong là có thể bước vào tiên giới trường sinh bất tử. Diệp Trần nghe được điều này, không thể không hơi kinh hãi. Nếu như những người khác nghe được điều này, chắc chắn sẽ cảm thấy cái thằng này đang nói bậy. Nhưng Diệp Trần lại biết, cái truyền thuyết này chắc chắn là có thật. Lúc trước, hắn đã từng tính toán, đời trước của hắn, lúc nhảy từ đỉnh núi Everest xuống. Chắc là gần với cái tiền bộ này, về sau mới xuyên qua tới tục trần giới. Hơn phần nữa, chắc là có quan hệ với cái tiền bộ này. Nói tiếp đi, Quỷ âm tuyệt thấy Diệp Trần dường như không có chất vấn. Lập tức thả lỏng, thở ra một hơi, tiếp tục nói. Còn có nữa là, truyền thuyết trong tiên bộ này, thực ra thì cũng không phải là mộ, mà là một cái thần khí rất cường đại. Thần khí sao? Diệp Trần lập tức trừng hai con mắt một cái, chân nhướng mày, yên lặng một lúc, loáng thoáng đã nghĩ tới điều gì. Sau khi nghe xong bí mật sư buồn mà quỷ âm tuyệt biết được, Diệp Trần đối với phỏng đoán của mình trước đó càng thêm vững tin hơn nữa càng thêm không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào trong tiền bộ tìm kiếm thật giả dạ. đúng rồi trong không gian tầng thứ bảy này ngoại ba người bọn ngươi ra còn có những người nào khác không thời gian các người bị vây ở chỗ này lâu như vậy chắc là đối với trận pháp này hiểu rất rõ chứ nói nghe một chút xem quý âm tuyệt đoán chừng cũng nghĩ rõ ràng người tiêu niên trương phát này đã thích mềm không thích cứng thế là trở nên vô cùng ngoan ngoãn đã tự cho mình là đồ bọc Hội bẩm chủ nhân, căn cứ sư môn ta ghi chép lại, trận này tên là Khốn Long Đại Trận. Linh hồn của Thanh Long, một trong thần thú thời thượng cổ làm trận cơ, nhất định phải đánh bại thần hồn của Thanh Long kia thì mới qua được. Nghe được điều này, Diệp Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Linh hồn của Thanh Long sao? Thật đúng là đi mòn gót sắt điểm không thấy. Khi gặp, ngược lại chẳng tốt công phu nào. Bản thân Diệp Trần dường như đã có chủ ý của mình trong đầu hắn dự định bố trí thành lòng đại trận vừa đúng cần linh hồn thanh long làm trận cư cho đại trận của mình nếu như có thể hàng phục được linh hồn thanh long của đại trận này vậy vấn đề này tự nhiên cũng được giải quyết rồi tuy nhiên thanh long kia dù sao cũng là thần thú thượng cổ cho dù là một tia tàn hồn lấy thực lực hôm nay của diệp trận nếu muốn hàng phục cũng không phải là chuyện đơn giản từ trong miệng của quỷ âm tuyệt đã hỏi được đồ vật mà mình muốn hỏi diệp trận trước tiên lấy pháp khí la bàn trước đó mà hắn sử dụng nhặt từ dưới đất lên, trực tiếp đánh quên thần của hắn vào trong đó, sau đó phong ấn lại. Trước kia, ngươi dùng phần này vây khốn hồn phách của nhiều người như vậy, hôm nay ta cũng như thế, lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Bên trong không gian không có ngày đêm, nhưng có thể cảm nhận được thời gian trôi qua thật rõ ràng, cùng thời gian với bên ngoài. Tuy chẳng ở đây hoang vu, nhưng đồng độ đình khí ngược lại rất cao, rất thích hợp cho việc tu luyện. Diệp Trần hôm qua sau khi thôn phệ những quỷ đô kia, tuy rằng thực lực tăng vọt, nhưng khó tránh khỏi có chút nóng vội, dẫn đến trần quyền trong đàn điền không đủ tinh thuần. Hơn nữa phương diện tính tình thần trí, chỉ ít cũng bị tả khí làm ảnh hưởng, nhất định phải nhanh chóng làm ổn định, vững chắc một chút. Tu luyện ước chừng bởi mấy tiếng, Diệp Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, bởi vì có người đến. Bên trong không gian không có những người khác, tự nhiên là lão đạo tóc trắng kia, còn có lão hòa thượng mập đùn người nhìn như vật vô hại, kỳ thực bụng dạ cực sâu. Nghe nói, anh bạn nhỏ giết quỷ âm tuyệt trăng Lão đạo tóc trắng trực tiếp hỏi đi thẳng vào vấn đề, trong đôi mắt hiện ra vẻ nồng đậm chất vấn. Không có cách nào khác, bởi vì ký tức của Diệp Trần biểu hiện ra, thực sự đã quá yếu, thậm chí ngay cả cảnh giới thần thông đều chưa có đạt tới. Thực sự khó có thể tưởng tượng, hắn đánh bại quỷ âm tuyệt, có tu vi cao hơn hắn nhiều như vậy như thế nào. Diệp Trần chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói: Làm sao? Người muốn báo thù cho hắn sao? Ông lão tóc trắng lập tức cười hà hà một tiếng. Dĩ nhiên không phải rồi. Bần đạo đã sớm muốn giết người này. Chỉ có điều chúng ta bị vây ở trong trận pháp này, cần phải hợp lực mới phá giải được trận pháp này. Cho nên mới nhịn cho tới bây giờ. Nói đến đây, ông lão tóc trắng dừng lại một chút, tiếp theo vẻ mặt trở nên mất mát nói: Thực ra thì người không nên giết hắn nếu như bốn người chúng ta cùng nhau, có lẽ còn có cơ hội phá vỡ trận này. Hòa thượng mập lùn cũng nói với theo. Đúng vậy, tiểu thi chủ quá vọng động rồi. Diệp Trần đối với đại hòa thượng dối trá đến cực điểm này, thực sự cực kỳ chán ghét, không thể không đạnh đồng nói. Nếu như ta không có nhớ nhầm, người cũng có tầm muốn ăn thịt của ta có phải không? Hòa thượng mập lùn lập tức biến sắc, chợt vội vàng nở ra một nụ cười rồi nói. Tiểu thi chủ đây là đang nói cái gì thế? Lão nạp đang người xuất ra. Tại sao có thể có ý nghĩ làm ra chuyện bẩn thỉu không chịu nổi như vậy? Người hiểu nhầm não nạp rồi. Diệp Trần không thể không hử lạnh một tiếng. Nếu như người không muốn chết, từ giờ trở đi cầm miệng vào cho ta. Người... hòa thượng Mập Lùn lập tức giận tím mặt. Lục hắn ở bên ngoài, dù sao cũng là nhân vật cấp tổ sư. Không biết có bao nhiêu người phụng hắn làm thần minh, chưa từng bên người nào uy hiếp như thế. Nhưng làm vừa kỹ tới, Quỷ âm tuyệt có tu vi ngang với hắn, thế mà cũng bị thiêu điền thần bí này một chiều nháy mắt giết chết, lập tức không có dũng khí tiếp tục cãi lại. Thế hòa thượng này sợ rồi, Diệp Trần cũng lười đi lại để mà để ý tới hắn, tiếp tục lạnh lùng nói. Chẳng qua chỉ là một cái trận pháp bà cấp mà thôi, còn không nhốt được ta đâu. Ba ngày sau, ta sẽ tự mình mở trận pháp này ra. Nếu như các người còn muốn sống mà đi ra ngoài, cách xa ta ra một chút, đừng tới quên nhiễu ta. Diệp Trần cũng không có chém gió. Trận pháp trước mắt này, đối với hắn từng trải qua cuồng đế của tu chân giới mà nói, thực sự giống như trò trẻ con. Chỉ có điều thực lực của hắn bây giờ quá yếu. Ở trước khi tu vi còn chưa có hoàn toàn vững chắc, còn không thể mạo hiểm một phen. Hòa thượng mập lùn tức giận đến suýt chút nữa thì phun máu. Không thể không hướng ông lão tóc trắng ở bên cạnh, nháy mắt ra hiệu. Còn muốn hai người cùng nhau cho thiếu niên gồng cuồng này một bài học hay không? nhưng mà ông lão tóc trắng giống như không nhìn thấy. Cao mày suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói. Nếu các hạ tự tin như vậy, vậy chúng ta rửa mắt mà chờ đợi. Nói xong quay người rời đi. Hòa thượng bập lùn thấy lão đạo đi rồi, hắn cũng không dám ở lại quá lâu, vội vàng theo sát phía sau. Sau khi hai người đi ra thật xa, hòa thượng bập lùn rốt cuộc không kìm nén được nữa, tức giận chùi ầm cả lên. Tiểu tử này thật là ngông cuồng, lão nạp tung hoành thiên hạ trên trăm năm rồi, cho tới bây giờ chưa bao giờ bị nhục nhã như thế này. Yến Sư Huynh, vì sao người vừa rồi không cho tiểu tử kia một bài học? Chẳng lẽ dựa vào hai người chúng ta cùng nhau điền thủ, còn đánh không đại được một mình hắn hay sao? Lão đạo tóc trắng nhẹ nhàng thở dài nói, chỉ sợ thực sự đã chưa chắc đánh thắng được đâu. Hòa thượng mập Lùn trợn hai mắt lên. Điều này sao có thể? Hắn chẳng qua chỉ là một tên thiếu niên mới có mười mấy tuổi. Hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ có cảnh giới huyền quang mà thôi không để hòa thượng mập lùn đói xong. Lão đạo tóc trắng khoát tay áo rồi nói, chính vì hắn tuổi còn trẻ như vậy, tù vi cũng không cao cỡ nào. Thế nhưng, một chiều nháy mắt giết chết quỷ âm tuyệt, đây mới thực sự là chỗ đáng sợ. Hòa thượng mập lùn nhíu mày lại, có lẽ chỉ là bởi vì có công pháp tương khắc mà thôi. Cũng không hẳn đâu. Lão đạo tóc trắng khoát tay áo lần nữa, cứ coi như là công pháp tương khắc đi, cũng tuyệt đối không có khả năng một chiều trong nháy mắt giết được nếu như ta đoán không sai, người này có lẽ không phải là người của thế giới chúng ta. Nói xong đời này, lão đạo tóc trắng chỉ vào hướng chỗ sâu trong không gian. Sắc mặt của hòa thượng lập tức biến đổi lớn. Ý tứ của Yến Sư Huynh, hắn là người từ trong tiền bộ đi ra sao? Lão đạo tóc trắng nhẹ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Bây giờ còn chưa thể xác định, nhưng người này đã nói ba ngày sau có thể phát trận, thì không bằng chúng ta chờ xem một chút. Khoảng thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh. Diệp Trần gối xếp bằng trên mặt đất, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong miệng phun ra một ngụm khí bẩn, thấp giọng lầm bẩm nói. Cuối cùng cũng đã làm cho Tu Vi hoàn toàn vững chắc. Nhưng những tà khí ảnh hưởng trái chiều, tạm thời còn không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Lão Cổ và Phi Yên đã chờ ở bên ngoài lâu như vậy. Đoán chừng cũng đã sốt ruột, đến chờ mong. Trước tiên vẫn nên phá trận rời khỏi đây thôi. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần từ dưới đất nhảy dựng được một cái, hướng về hướng mục tiêu chạy tới. Một lúc sau, đã đi tới chỗ vào lúc đến. Phía trước xuất hiện một cái đồng ánh sáng màu xanh. Diệp Trần trực tiếp mạnh mẽ đấm một quyền vào trên đó. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, lồng ánh sáng màu xanh lập tức lắc lư một lúc. Thậm chí, ngay cả toàn bộ không gian rung động mạnh mẽ một chút. Sau đó trở nên không gian, có thể nói một đoạn ánh sáng màu xanh nổi dậy. Giống một tiếng, một con rồng lớn dài đến gần trăm mét đột nhiên từ trong cái lồng ánh sáng màu xanh này bay ra bay thẳng tới diệp trần phía dưới đánh tới cạnh đó không xa hai người yến bản đào và vô tướng pháp sư nghe đến động tĩnh bên này đã sớm chạy tới rồi hắn thật đúng là dự định một thân một mình phá trận đấy <laughs> ta nhìn hắn là không biết sự đợi hại của linh hồn thanh long kia cho dù nói thế nào thì chúng ta bây giờ dù sao cũng đã bị buộc ở trên một sợi dây thừng đợi lát nữa tìm được cơ hội vẫn cần phải ra tay hỗ trợ. Cái gì? Yến bản đạo còn chưa nói xong, đã thấy được cảnh tượng vô cùng rung động. Chỉ thấy Diệp Trần đối mặt với linh hồn của Thanh Long đang đào tới kia, thế mà không tránh không né, trong miệng thàn nhẹ nói. Thôn thiền thần công thực thứ chín, thôn thiền thực địa. Oanh một tiếng. Sau khi Diệp Trần khẽ quát một tiếng, từ bên người hắn đột nhiên dâng lên một đạo bóng bờ vô cùng to lớn, cao khoảng chừng mấy trăm thước mà sau khi bóng mở kia xuất hiện, đột nhiên há ra miệng lớn, vậy mà một gụm nuốt linh hồn thanh long dài gần trăm mét to lớn kia vào ngay trong miệng của mình, không còn chút dấu vết. Đây, đây là thần thông gì? Không phải hắn chỉ mới là cảnh giới huyền quang sao? Sao lại thành ra như thế? Yến bản đạo sợ ngây người, vô tướng pháp sư mặt nhăn như ăn nhầm cứt gà, bị dọa suy chút nữa thì tè ra quần. Linh hồn thanh long này cường đại cỡ nào chứ? Bọn họ thật sự so với bất luận kẻ nào phải hiểu rõ hơn hết. Nhiều đến ba năm nay, mà người bọn họ đối phó phối hợp với nhau đều không thể nào đánh bại nó. Bằng không, bọn họ cũng không có bị vây ở chỗ này ba năm, không thấy được ánh sáng của mặt trời. Nhưng mà bây giờ, thế mà lại bị một tên thiếu niên chỉ có cảnh giới huyền quang một ngụm nuốt ngay. Còn mẹ nó chứ, đây còn là người sao? Cảnh tượng xảy ra trước mắt này quả thực hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của bọn hắn. Nhưng bọn họ làm sao biết được rằng ở trong tu chân giới công pháp đế cấp đã có tồn tại kinh khủng bậc nào. Đương nhiên, thật ra thì Diệp Trần giờ phút này cũng không thoải mái cho lắm. Lực lượng của linh hồn Thanh Long rất cường đại, tuy rằng hắn vận dụng một chiều mạnh nhất của thôn thiên thần công, cưỡng ép đưa nó nuốt vào, nhưng lại một loại cảm giác không cách nào khống chế, cảm giác như lúc nào cũng có thể thoát ra. Nếu như để cho linh hồn Thanh Long từ trong thần thông của hắn tránh thoát ra ngoài được, chẳng những tất cả sẽ thất bại trong càng tức, ngay cả bản thân của hắn cũng phải rơi vào phản vệ, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Cũng may, hắn đã sớm có sự chuẩn bị, hai mắt lập tức nhắm chặt, trong lòng quát to một tiếng: "Thôi hồn đại pháp!" Tinh hồn thanh long trước mắt này chẳng qua chỉ là một tia tàn hồn, thậm chí ngay cả ý thức tự chủ còn không có, chỉ dựa vào chỉ dẫn của trận pháp đến công kích địch nhân trong trận pháp. Mà thôi hồn đại pháp Diệp Trần sử dụng, cũng đã pháp môn công kích bằng tinh thần cấp cao nhất ở tu chân giới. Cho nên, thần lực của linh hồn Thanh Long tuy rằng phải mạnh hơn tinh thần lực của Diệp Trần rất nhiều, nhưng lại giống như một con ruồi không đầu, không có ý thức tự chủ, rất nhanh bị thôi hồn đại pháp của Diệp Trần từ từ trấn an xuống tới. Suốt cuộc linh hồn Thanh Long đã bị Diệp Trần hoàn toàn thôi miên, nằm ở phía trên không trung, không giải dụa phản kháng được nữa. Mà Diệp Trần lúc này đã sớm mệt mỏi, một thân đầy mồ hôi, suy chút nữa đứng không vững thực lực quá yếu, xem ra một chiều này, sau này vẫn ít sử dụng thì tốt hơn. Diệp Trần âm thầm cảm khái một phen, tiện tay hướng không trùng vung trong một trào. Linh hồn thanh long kia đã bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó bị hắn hút vào trong đàn điện. Lực lượng linh hồn thanh long này quá mạnh, ta phải trở về Vân Châu nhanh một chút, trước khi nó còn chưa thức tỉnh, bố trí thanh long đại trận. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần hơi điều tức một lúc, sau đó từ từ đi tới luồng ánh sáng ở bảo xanh trước đó, mạnh mẽ đấm ra một quyền. chính nghe bành một tiếng, không có linh hồn thanh long trấn thủ, toàn bộ pháp trận tự nhiên cũng không chịu nổi một kích, trực tiếp bị một quyền của Diệp Trần đấm tan. Mà ở nơi xa, hai người yến bản đào và vô tướng pháp sư, mặt thấy cả cảnh tượng ở chỗ Diệp Trần đã sớm khiếp sợ tới tột tỉnh. Thế mà dễ dàng như vậy đã phá khốn lòng đại trận này. Hơn nữa, linh hồn thanh long kia lại rõ ràng bị hắn đốt xuống cái tên này đến cùng là quái vật loại gì quá biến thái sau khi phá vỡ trận pháp kia diệp trần đứng ở trước hai sự lựa chọn hoặc là tiếp tục xông lên trong không gian cấm chế tầng thứ tám hoặc là theo đường cũ trở về diệp trần cân nhắc cũng không quá nhiều trực tiếp quay người hướng không gian tầng thứ sáu đi tới không gian tầng thứ sáu thứ bảy biến thái giống như này suy chút nữa muốn tính mạng của hắn rồi không gian tầng thứ tám khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Hơn nữa sau đó còn có không gian tầng thứ 9 càng thêm kinh khủng. Lấy thực lực của hắn hôm nay, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ đã chưa nắm chắc có thể vượt qua. Vẫn là cần chờ cảnh giới sau khi đạt tới trúc cơ kỳ thì lại đến. Lúc đó mới có niềm tin tuyệt đối. Hạ quyết tâm một phen. Diệp Trần đang chuẩn bị rời khỏi. Lúc này đằng sau truyền đến giọng nói. Tiền bối xin dựng bước. Diệp Trần quay đầu lại. Ông đã tóc trắng kia chạy vội đến trước mặt tiền bối sao những con lão đầu tóc trắng bồng bềnh trước mắt này trong lòng diệp trần âm thầm buồn cười tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút nếu là ở trong tu chân giới coi như vậy cũng không kỳ lạ chút nào tu chân giới lấy cường giả phi tôn thực lực ai mạnh người đó tự nhiên chính là tiền bối hơn nữa càng là những người có thiên tư tuyệt đỉnh nhìn qua thì là tuổi trẻ căn bản không có cách nhìn mặt mà đi bắt hình rong chỉ có thể lấy thực lực tới để định tôn ti. Có việc gì sao? Diệp Trần vẻ mặt nhạt nhẽo nói. Ông là tóc trắng đầu tiên là hướng Diệp Trần cùng cùng kính kính thì lễ một cái, mới nói tiếp. Vạn bối là yến bản đạo, ở ngoại giới coi như có mấy phần hư danh. Hôm nay tiền bối đã cứu hai người chúng ta. Vạn bối vô cùng cảm kích, mong rằng tiền bối có thể để lại một cái danh hào Cũng tốt để vạn bối biết ân nhân cứu mạng của mình là ai. Diệp Trần suy nghĩ một lúc cũng không có từ chối tuy nhiên lại báo ra danh hào của chính mình ở tu chân giới. ta họ diệp đạo hiệu là cuồng tiên nói xong lời này diệp trần nhẹ nhàng và đi diệp cuồng tiên nhìn thấy diệp trần biến mất trong tầm mắt yến bản đạo tự lẩm bẩm một lúc lại nói diệp trần từ không gian tầng thứ bảy một đường trở về rất nhanh đã tới không gian tầng thứ nhất thế nhưng lại không thấy cổ thuần dương và sở phi yên chẳng lẽ hai người bọn họ chở ta không đội, ở đây lại không có đồ ăn, cho nên sớm đã đi ra ngoài. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó trong âm phòng cốc, cổ thuận dương và sở phi yên đang bị bảy tám tên trên người mặc áo đen toàn thân, toàn là âm khí âm tà bao quanh vậy ở giữa. Một người đàn ông trung niên cầm đầu tiên, âm trầm cười một tiếng nói. <laughs> cổ thuận dương, người thật đúng là to gan. Hai năm nay, ta phụng mệnh của tổng chủ một mực năng tìm kiếm dư nghiệt của sở ra không ký tới thật đúng là được người cứu đi ta nói người nếu như đã cứu người đi không cố gắng tìm một chỗ mà ẩn nấp còn dám nghênh ngang đi tới địa bàn của quỷ linh tông ta đây không phải lão thọ tinh ăn thạch tín thì ngại tính mệnh của mình dài quá rồi sao hóa ra từ khi cổ thuần dương và sở phi yên bắt đầu bước vào tỉnh tây tạng đã bị người của quỷ linh tông phát giác sau đó một đường truy tung tới tận đây nhưng những người này cũng không biết chuyện xảy ra ở tiểu trấn Vân Gian. Bằng không cũng không dám đuổi tới. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại. Vận khí của bọn hắn là thật không tệ. Lúc ở âm phòng cốc gặp được cổ thuần dương và sở phi yên. Trung hợp là Diệp Trần không đang ở bên cạnh bọn hắn. Chính thức cổ thuần dương vẫn lúc này toàn thân đều đã làm báo tươi. Nhưng lại vẫn gắt gào bảo vệ sở phi yên ở sau lưng như cũ. Muốn giết cứ giết. Dù sao ngày tận thế của quỷ linh tổng các người sẽ không còn xa đâu. Nói xong lời này, cổ Thuần dương lập tức hướng sở phi yên ở sau lưng, thấp giọng dặn dò. Ta ngăn cản bọn họ, người chạy nhanh đi. Nói xong, cổ Thuần dương rót toàn bộ chân nguyên trong cơ thể vào trong pháp khí, hướng phía người đàn ông trung niên kia, xung phong liều chết lao tới. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Thực lực của người đàn ông trung niên kia vốn so với cổ thuần dương cao hơn. Hơn nữa, bản thân cổ thuần dương còn bị trọng thương làm sao sẽ là đối thủ của hắn? ầm à, một tiếng, cổ thuận dương không thể chống đỡ được một lúc, đã bị đánh bay ra ngoài, nặng đến đâm đầu vào trên vách núi ở phía một bên. Sau khi điên cuồng phun trăm hóc tươi, trực tiếp đã hồn mê. Sư phụ! Sở phi yên lập tức thét lớn một tiếng, vội vàng lao tới bên người cổ thuận dương, khóc như mưa. Người đàn ông trung niên vẫy tay một cái, mọi người thi nhau xông tới, bỗng nhiên có một người nói. Lão đại, còn bé này dáng người thật đúng là tuyệt vời. Hay là trước tiên để cho các huynh đệ trước tiên thể hiện thể hiện hỏa dục một chút, sau đó họ lại mang về phục mệnh có được không? Người đàn ông trung niên nghe được điều này cũng không thể không liếc một cái, nhìn vào trên dáng người nóng bỏng kia của sợ phi yên, lập tức nuốt nước bọt ừng ực, vẻ mặt xâm dê đi tiện cười mà nói. Ý kiến hải đây, mấy người các người lột y phục của nàng ta ra, lão tử muốn bắn phát đầu tiên vâng, vâng ạ. À. Mọi người thi nhau nở trong một nụ cười rầm rề đề tiện, như xóa như hộ, lào tới hướng sợ phi yên. Bản thân của nàng ta lúc này dường như bất lực. Sợ phi yên lập tức bị dọa nên liên tục lùi lại, nhưng đã lùi lại đến chỗ vách núi. Đằng sau đã không thể lùi được nữa, lập tức tuyệt vọng nhắm hai mắt. Trong đầu không tự chủ được hiện ra bóng dáng của một người thiếu niên. Nếu như có hắn ở đây thì tốt quá. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, Sở Vĩ Yên chờ một lúc, phát hiện chính mình cũng không có bị những tên ác độ kia xâm phạm. Ngược lại, bên tai chuyển đến từng tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Vội vàng mở hai mắt ra kiểm tra. Vừa lúc nhìn thấy những người kia, toàn bộ bay ra ngoài, nặng nề ngã ra đằng sau hơn 10 mét. Mặt thấy là không sống được nữa. Mà ở trước mặt của nàng, bóng dáng để cô ta tưởng nhớ, không biết đã xuất hiện ở đây từ khi nào. Diệp Sư Người này chính là Diệp Trần đây sau khi hắn từ bên trong không gian cấm chế đi ra. Trong nháy mắt cảm ứng được tình huống bên trong âm phòng cốc, tên là vội vàng chạy tới. Người là ai cũng dám đối nghịch với quỷ linh tông chúng ta? Người đàn ông trung niên kia thấy thủ hạ của mình toàn bộ bị người này đánh chết, lập tức bị dọa cho liên tục lùi lại, nhìn không được, ngoài mạnh trong yếu, giận dữ thét lên. Đáng tiếc, Diệp Trần liếc cũng không có liếc hắn một cái, trực tiếp thuận tay vỗ ra một trường một đạo khí tình chân nguyên đánh qua. Bành một tiếng, người đàn ông trung niên kia mới còn oai phong lẫm liệt, trong nháy mắt bị đánh cho bạo thể, hóa thành một đám thịt nhão và chết. Diệp sư, ngài nhanh mau mau cứu sư phụ của ta, sư phụ của ta, hắn sắp không xong rồi. Sau khi sở phi yên kịp phản ứng, lập tức hướng về phía Diệp Trần khóc lóc kể lệ. Diệp Trần không thể không nhướng mày, vội vàng bước nhanh đi tới trước mặt cổ thuận dương, không rõ sống chết trực tiếp truyền một đạo chân nguyên vào trong cơ thể của hắn. Cổ thuần dương lập tức ho khăn một hồi, người ngược lại là rất thanh tỉnh táo, nhưng lông mày của Diệp Trần díu chặt hơn. Thường thế của cổ thuận dương quá nặng, sinh cơ trong cơ thể đã tuyệt, trừ khi bây giờ ăn vào thánh dược chữa thương trong tu chân giới, bằng không, coi như Diệp Trần cũng không có cách nào cứu sống rồi. Lão cổ, trong lòng cười còn có chuyện gì không yên tâm không, hoặc là có tâm nguyện nào chưa hoàn thành, ta nhất định giúp người làm xong. Diệp Trần cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đối với cổ thuận dương, nói ngay thẳng vào vấn đề. Nếu như không phải hắn, cứ nhất định phải để cổ thuận dương mang chính mình đến đây, cũng sẽ không gặp phải người của quỷ linh tông. Nếu như hắn từ bên trong đi ra dâm một chút nữa, có lẽ bi kịch này cũng không thể xảy ra. Cho nên đối với cổ thuận dương, Diệp Trần nhiều ít vẫn có chút ai náy. Cổ thuần dương hiển nhiên cũng biết chính mình không còn sống được bao lâu nữa, bật cười lớn mà nói. Cổ thuần dường ta sống hơn nửa đời người, có thể quen biết được nhân vật thần tiên như Diệp Sư, đời này đã đủ lắm rồi. Thế nhưng chuyện duy nhất mà ta không yên tâm chính là đồ nhi này của ta. Mong rằng, mong rằng Diệp Sư có thể thay ta, chiêu cố cho nạn ta một chút. Sau khi nói xong đời này, cổ thuần dương đã dùng hết chút sức lực cuối cùng kéo tay sợ phi yên, nhét vào trong tay của Diệp Trần, sau đó ngoẹo đầu, hoàn toàn tắt thở. Sư phụ! Sở Phi Yên lập tức khét lớn một tiếng, bởi vì cảm xúc quá kích động, vậy mà cũng rất xỉu hôn mê. Diệp Trần thấy thế, không thể không thở dài một hơi, đành phải một tay đưa thi thể của cổ thuận dương cánh ở trên vai, một tay ôm Sở Phi Yên, hướng bên ngoài âm phóng cốc đi ra. Lúc chạm vạng tối, ở bên cạnh một cái hồ nước nhỏ, Sở Phi Yên ôm một cái chum nhỏ để đựng cho cốt, đã cóc ròng rã hơn hai giờ hai mắt sưng lên giống như quả anh đào diệp trần đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi đợi đến khi sở phi yên khóc cũng đủ rồi lúc này mới lên tiếng nói cô có biết xảo huyệt Của quỷ linh tông ở nơi nào không ta đi diệt bọn hắn vì sư phụ cô báo thù sở phi yên nghe được điều này tinh thần lập tức chấn động tuy nhiên sau đó lại làm vẻ mặt buồn bã lắc đầu nói tôi không biết diệp trần sớm đã đoán được kết quả này không sao vậy ta trước tiên đi tìm gia dùng vũ kia, lại lấy hắn dẫn dụ linh trí thượng nhân xuất hiện. Gia dùng thê gia chính là gia tộc đệ nhất tại tỉnh Tây Tạng, không khó tìm cho lắm. Sở phi yên vội vàng nói ngay, ta và ngài cùng đi sao? Diệp Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không có từ chối. Dù sao lấy thực lực hôm nay của hắn, bảo vệ sở phi yên cũng là thừa sức rồi. Lúc hai người trở lại thành phố sa, đêm cũng đã rất khuya. Đúng như Diệp Trần dự liệu gia dùng thế gia ở tỉnh Tây Tạng có thành danh hiện hách. tùy tiện ở trên đường cái, kéo một người lại hỏi sẽ biết địa chỉ của gia dùng thế gia. Ở phía bắc thành phố sa ở một nơi ngoài cùng của ngoại ô, có một ngôi nhà cổ khổng lồ chiếm diện tích tới mấy chục mẫu. Nghe nói đây là nhà cổ của gia dùng thế gia, đã truyền thừa mấy trăm năm. Tuy nhiên, đã từng lấy khoa học kỹ thuật hiện đại cải tạo qua, coi như là một cái trang viên có phong cách xưa và nay kết hợp rất sang trọng. Chỉ là cửa lớn của trang viên này đều được chế tạo từ hợp kim, rộng hơn 10 mét, cao 3-4 mét. Hơn nữa, ở cửa chính không chỉ có một đội bảo vệ có dáng người to lớn. Ở hai bên trong cửa lớn còn có hai con sư tử rất lớn được chế tạo từ đồng nguyên chất. Hai người từ trên xe taxi xuống. Diệp Trần nhìn về phía sở phi yên ở một bên. Lạt nữa đào kiếm không có mắt, cô có chắc chắn sẽ đi vào cùng ta không? Sở phi yên không do dự chút nào, ta chắc chắn. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ở sau đường tôi, tôi sẽ tự bảo vệ an toàn cho cô. Nói xong, Diệp Trần từ từ hướng cái cửa lớn rất hoành tráng kia mà chậm bước đi tới.